Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Đây là tập phim mà Khâu chuẩn bị cho đổ bê tông mặt cầu các bạn ạ. Hôm qua thì các bạn đã biết là bà con đã đan xong hai mền sắt trên và mền sắt dưới. Hôm nay là mền sắt thứ ba, là mền sắt moment tăng cường, là sẽ ghép cốt pha và làm cây trống trong một ngày hôm nay các bạn nhé, để chuẩn bị cho cái công việc quan trọng nhất của cái cầu, đó là đổ bê tông mặt cầu. Đây, hiện tại thì Thành với anh Tuyến đang chuyển vật liệu sang bên kia. Mình cho chuyển vật liệu sang bên kia là sỏi 3 khối và cát gần 3 khối, thì mình cứ cho 3 khối đi, tại vì cát nó cũng khá là nhiều. Cho sang đấy thì mai nhờ đoàn viên thanh niên cùng với anh em ở ngoài xã vào sẽ đảo bê tông bằng tay. Còn bà con bản Na Hát sẽ cùng với máy sẽ làm công tác ở bên này. Máy là phần đa nhé. 12, 13 khối thì 13 khối thì cho bên kia là 3 khối thôi, còn bên này là 10 khối bê tông. Đấy, bên kia là 1/4. Đây, anh em đang uốn cái moment hở. Mình dùng sắt 16. Đợt trước ở bên kia là mình cái này là 16. Bên kia đợt trước mình làm có 14 thôi, bên cầu Hạnh Phúc, nhưng đợt này cứ cho nó căng căng lên một tí vì cầu này bên này nó dài. Đây, nó như thế này các bạn nhé. Bên em đang anh em đang chuẩn cắt cái cọc kê. Đây, nó sẽ như thế này này. Nó ở hai vệt bánh xe. Đây này. Đấy, đúng cái này đấy. Nên là nhìn nó rất là dày. Đây là có cái rầm này. Tưởng tượng không? Đây có cái rầm này. Thì bên ngoài này thì nó đã có hai lớp sắt rồi, còn cái này nó chỉ tăng cường cho cái vệt bánh xe thôi. Đấy, nó đặt ở giữa này. Trên nó lại còn còn sắt 10 nữa cơ. Nên mà tí nữa nhìn, nếu mà làm xong cái này nó dày đặc sắt vào luôn. Cái này là 25 phân. Là tính từ cái đáy sâu, đáy nông là 20 phân. Bên kia sang xem. Cái này phải hạ xuống một tí đấy, tại vì cái cọc kê đang bị cao. Để đây đấy. Có rác có riếc thì bỏ sạch sẽ đi nhá. Đổ bên này này, lùi đổ bên này này. Hả? Đây thôi, bắt đứng đây. Đổ đi, đổ đi. Cái này phải làm cái đường lên ấy đấy. Làm bằng gỗ, bằng gì đấy, để đốn thế. Đổ đi. Tiến ra sợ xa quá. Không có đà lên đâu. Làm gì đến mức độ thế, phải có một người hỗ trợ kéo lên chứ. Thôi thôi, xa quá mày chuyển đá khổ thôi. Phải có một người cầm dây kéo thằng đằng sau đún. Đổ thế này hơi căng này, tí đống cát làm kiểu gì. Đống cát là lùi vượt qua à? Cát nó phải cho vào đây.
cũng ra đổ một cái này một bên cái cát rồi một bên thì đẹp. Cát cho đấy. Kia không người đâu, cần ăn bên này cần vào. Đây là máy trộn đây đúng không? Phật gậu ra đây. Không, để sát vào đây để xúc đây lên luôn chứ. Xúc xô đầu luôn chứ. Cái cầu ấy, cầu mình. Ừ, cầu ra đây. Đấy. Nhưng mà phải hai người, một mình á, có mà đủn có mà. Cái này đấy. Kẹp đấy. Trời ơi, cái làng trẻ chứ, tôi quay quả cùng cha, mẹ đứng dậy nó cũ. Lùi lệch qua bên này một tí nữa nào. Đấy, này nó bắc vào trong cái lực nó bắc vào trong này một nửa để nó gánh cái phía bên ngoài này. Thật ra là hai cái mền này nó cũng thoải mái rồi nhưng mà làm cái moment này cho nó thêm khỏe thôi chứ còn thật ra là cái hai cái lớp sắt này quá khỏe rồi. Đến cái trần nhà mình, đợt trước mình làm nhà ấy, mình bảo ông thiết kế, bảo thiết kế nào thiết kế, em làm một cái bể cá chịu lực khoảng độ mấy tấn nhỉ? 3 tấn ở trên cái chi... À 3 đến 5 tấn ở trên cái trần nhà ông bảo thoải mái. Nhưng mà sắt nhà mình làm gì được như này, to như này. Mà còn khoảng nó rộng chứ, gì cũng gần như này. Khoảng nó rất là rộng, khoảng nó... khoảng nó hàng một chiều là 5, một chiều là... Một chiều là 5, một chiều là 8. Nhưng mà phải nói là kỹ sư bây giờ thiết kế giỏi thật. Trốn dầm các bạn ạ. Làm dầm cua, gọi là dầm cốn này. Dầm bằng đi theo mặt sàn đấy. Nhưng mà nhìn chả thấy dầm đâu nhưng mà chịu lực khỏe lắm. Đấy như này đấy, cô cứ giải một loạt đi. Xong tí Hải giải hai cây sắt 10 nữa là buộc vào nữa là ok. Không dầm ấy, nhà anh làm gì có dầm đâu. Có dầm cơ bản, có dầm chính thôi, còn những cái dầm phụ là trốn hết, trần nhìn lên không có. Mà đổ 16 phân, đi chả rung chả dinh gì cả. Đây thiếu cây. Cái này mà đi cho mua
trước cái đặt này một tí thì có khó như cho cái gì? Liên quan gì đâu, thoải mái, chú cứ làm đi, chú cứ bẻ đi, đi cho. Sỏ như thế không phải đúng không? To, sỏ như thế to quá. Cái này nó chịu cái lực từ cái bánh xe, nó bắt đầu nó tiếp giáp vào cái đầu dầm các bạn. Này đi thoải mái luôn. Đấy, sỏ như thế, sỏ qua cái ngắn ý, nó mới vuông. Đấy. Ừ. Cái con mét 7 kia cắt đôi được không nhỉ? Mét 7 cắt đôi được. Anh ơi, cái mấy đoạn cuối kia cắt đôi nữa là cái còn thừa con mét 7. Đừng buộc cái sắt to nhá. Sắt to tí nữa buộc ở bên trên cái sắt 10 thôi. Ở cái sắt 10 lên trên rồi mới buộc với nhau thôi. Chú cầm theo một cái búa nóng. Cái này cao à? Hình như cái này đang bị cao rồi phải. Chống cái gì ấy? Buộc cái gì thôi quá. Không phải đâu, như này đấy. À đây. Đấy. Chứ phải hang hang cái mốc. Đúng. Bức hàng hàng đi. Lâu đi hả mẹ. Ừ. Liên tục thì sao đây? Mặt sữa mẹ, sữa bà bỉm đấy. Con hỏi nhanh lắm. Đấy. Ngựa Congo. Bốn cái, cứ mỗi hàng là cứ mỗi lượt là bốn cái. Ba cái á? Ba cái thì một cái ở thì một cái phải ở giữa đây đi. Cái này là người ta gọi là cái cóc kê các bạn nhé, trong xây dựng không biết nó gọi là từ kỹ thuật là cái gì, nhưng mà người dân bình thường mình thì gọi là cóc. Nó có tác dụng là khi mà hai miền sắt đan như này là nó kê cái khoảng cách nó đúng. Ví dụ như là miền trên cách miền dưới là 10 phân thì nó... Ở đây gọi là ngựa. Thì bọn cháu gọi là cóc. Đấy, như này dẫm như này nó không bị tụt này. Chú ơi, cái quan trọng cái gốc này này. Cái đuôi này không quan trọng bằng cái gốc này đâu. Dẫm này nó tụt xuống. Chéo ra. Đây. Đấy. So le ra. Ui, ra được quá. Nào ấy. Đi mà hết 20 bố 30 cặp. Đấy, dẫm như này nó không, nhưng mà cho cái hàng giữa này nhớ phải cho nó dày tí, không lúc đùn xe rùa ấy. Nó hay tụt lắm. Mình bình thường này không sao đâu, cái lúc trọng tải lên nó cũng nhùng nhằng.
tụt ra hết. Dài lắm. Cái này chưa có nẹp đâu này này. Cốt pha này phải có cái máy khoan đi hôm nọ ấy. Máy khoan mang về cho mình cái xe đó. Ờ. Khoan đang dùng dây thép nín đàng hoàng vào. Vừa chống ra vừa nín vào. Dài thế, cọc cọc dài quá thế phí sắt lắm. Nghiên cứu xem nào. Bé nó bé lại một tí cũng được mà. Cái điểm G của nó không cần phải là quá to đâu mà. Cái điểm đúng rồi. Thương nhớ ai. Cái mỏ cái ngắn thì chống vào đúng. Đúng lệch. Tính nhầm ấy. Mai nó làm cơm là nhiều mâm đấy. Không nhiều đâu. Mình đi mâm xã là cắt khoảng 2 mâm quá. 4 mâm. Có 5 mâm. Chuyện gì mình có ăn chứ. 7 đi nhỉ. 8 cũng ăn mà. Ông Hiệp cho đi Hà Nội bảo ông xe trộn ra máy thì nhanh không. Đằng nào xong thì chiều. Khoảng 10 giờ mà đến 2 giờ mình lên 4 tiếng. Thế nào sáng đi ăn được sao được uống. Mình vừa xuống suối kiếm được cây vầu các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cắm lá cờ Việt Nam. Tại vì mình biết ở trên kênh thì rất là nhiều bác ở nước ngoài. Nhiều khi xem video còn không biết anh em nói cái gì. Bảo viết cái gì nhỉ? Viết phiên dịch ấy, viết gọi là cái gì nhỉ, gọi là bằng chữ ấy, bằng chữ tiếng Anh ấy để mọi người biết. Thế nhưng mà những cái việc đấy nó lâu lắm, bọn mình thì anh em mình thì kiểu không có thời gian, tối về làm video cái xong cái là đăng luôn nên không có thời gian để mà viết những cái gọi là cái gì nhỉ, biết dùng cái từ gì ấy, ý là phiên dịch tiếng ra ấy. Mà nó có ở trên màn hình ấy. Để cho mọi người nước ngoài biết đây. Mình không có thời gian để mà làm. Này em mới cho cái lá cờ. Mình bảo đi mua nhưng mà em nó bảo nhà nó có. Anh mang vào mà treo. Đấy. Được rồi đấy, bây giờ cờ. Đây là lá cờ của Việt Nam chúng tôi nhé, các bạn trên thế giới nhé. Hôm nay chính thức là treo cờ để cho các bạn trên thế giới biết được là thật ra là người Việt Nam chúng tôi là nhỏ bé thôi nhưng mà làm được những cái việc mà nó cũng không biết ở nơi khác chắc cũng rất là nhiều người làm nhưng mà muốn cho khán giả thế giới biết được là những người Việt Nam nhỏ bé, chăm chỉ và có thể làm được những cái việc nó cũng gọi là để lại cho mai sau gọi là công trình huyền thoại đấy. Từ không qua một trường lớp gì cả, từ những người dân bản thôi, từ những người ngày cày, ngày cấy,
trồng ngô, đi tìm măng, nhưng mà họ cũng làm được những cái công việc như cầu đường để phục vụ cho dân sinh mai sau. Đấy, gọi là những kỹ sư bản đấy. Khác ở chỗ đấy. Đây cũng là một cái thông điệp gửi tới các bạn trên quốc tế, biết được những người bản địa, những người nhỏ bé, người Việt Nam chúng tôi. Ô, mai vướng gầu á. Vướng. Bên này chắc đẹp hơn không? Đấy. À? Bên kia lại xấu, để bên đầu cầu bên này đẹp hơn. Giữa cầu á? Giữa cầu nhìn nó có trướng quá không? Đẹp phết nhỉ? Thôi để đây. Để bên kia tí mai vướng lắm. Tung bay trên nóc hầm đờ cát. Ê, để đây thôi. Làm kiểu gì nhỉ? Cho anh mấy hòn đá với. Mấy hòn đá to to. Ồ, gió nó bay chiều nào nhỉ? Đấy. Đấy. Quá chắc. Cái này nó có gió nó mới tung bay được các bạn nhé. Ấy. Ờ, ngược. Đây. Để như thế nó bay đâu hỡi nhiên nhiên. Không, nó có gió nó mới bay. Đấy. Đấy, đẹp phết đấy. Ai này cắm cột cửa nghiêng. Nếu muốn nó bay thì nó phải có một cái, nó phải có cái. Thôi, mình chơi dân dã thôi. Cờ lũng cứ với cờ ở ấy nó cũng thẳng này mà. Nhưng mà nó có gió. Đấy. Có gió một tí là sẽ đẹp thôi. Ok đấy. Ổn, lúc nào mà có gió buổi trưa nó bay phấp phới nhìn đẹp hết đấy. Rồi, bắt đầu vào ghép cốt phao thôi. À Thành, chuẩn bị máy bơm máy biếc ngon nghẻ đi nhá. Cái này đủ chưa? Xếp hết lô này. Đếm chứ. Anh ăn ngắn này, cái đếm. Không phải mỏ chứ. Có, bẻ mỏ vào không? Mình xen kẽ vào, mỏ nó mới không rút. Mỏ ngắn thôi. Không sao đâu, lâu lâu mình điểm vào việc gì đâu. Vẫn bẻ em đặt xen kẽ. Xen kẽ. Này, nó dày thế này cơ mà. Còn mấy cái sắt 10, hình như sắt 10 thiếu thì phải. Thiếu, còn 6 cây thì thiếu. Còn 6 cây à? Bên này 4 cây, bên này 2 cây, bên này gọi là 3 cây. Cho trên này 3 cây thôi. Ba cây thôi. Nó chỉ chẳng mất gì. Ba cây là 6 cây nó mới đủ. Ừ, gần 12 cây rồi. Còn cái cửa chắn bánh nữa, mất mỗi bên 4 cây nữa. Thiếu. Cây. Thiếu. Buộc cái cửa chắn bánh đi, buộc cái cửa chắn bánh xong mới ghép cốt pha. Mới nín thép vào được. Đấy, thép nó lên đẹp này mà. Kia vẫn đang lên nhé các bạn nhé. Lên hết một loạt cứng đét, vuông đét đi. Nhìn nó dày. Thực ơi, buộc cái gờ chắn bánh đi Thực ơi. Gờ chắn bánh đây. Ờ,
cho anh cắt hết đi đấy. Vừa chắn bánh cái này. Ô mà nhiều thế nhỉ. Đây. Đợt này mình làm rút kinh nghiệm so với đợt trước là làm nó rộng ra một chút, tại vì cái này nó cũng chả chịu lực cái gì đâu. Mình thấy bên cầu to kia người ta làm rồi. Xoải quá được quá anh. Xoải quá à? Rộng hơn 20 rồi đấy. Ấy, nó phải 20. Cái thì được, mà dưới xa rồi. Nó phải 20 đấy. Đấy, tầm này thôi. 60 phân một cây thôi. Đấy, xong cho hai cái thắt 10 ở đây nữa. Cũng mà siêu chắc luôn. Trước mình làm một cầu chống trơ có làm cái bằng sắt đâu. Chả cần sắt luôn đấy. Mà chả thấy ảnh hưởng gì đâu mà. Thật ra cái đấy nó chỉ là giữ chân cái lan can thôi. Nó chả chịu lực cái gì. Bê tông nó sẽ lên tầng này. Có vẻ hơi dài hay sao ấy. Thực ơi. À cái công ơi. Dạ. Qua có đo không? Sao có vẻ hơi dài ấy nhỉ? À, em có đo đâu, em có được vẻ đâu. Cao. Thế cao rồi. Cao, cắt trên đi. Cao. Cắt đi còn nhanh. Ô oh, cao 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 rồi. Cắt bớt chân đi thôi. Cao rồi. Là cái này là kiểu cái phát đấy cắt đôi ra luôn ấy. Bị cắt, cháy. Cắt cắt bớt đi, cứ đặt vào cái máy để cắt đi mỗi bên khoảng 4 phân. 4 phân thì là đẹp. Cắt bớt. Đừng cho nó dịch ra quá nhá, dịch ra dịch bằng cái sắt ấy thế này. Bằng cái sắt này này. Nhá. Cái cốt pha nó còn ra như này cơ. Đừng có dịch vào, nhìn cái này này. Đấy. Chỗ này nó lại không ấy à? Thế buộc cái này. Cứ cho nó đứng được là được. 2 giây, một giây trong, một giây ngoài. Đúng không? Nhớ là đừng có vào trong quá, cứ gần sát ra ngoài ấy. Nó đỡ bị ấy, bị cháy sắt. Có cả ngắn à. Này về bằng cái này thì mới được. Vào quá này nó quá 20 phân là nó cháy. Cháy sắt. Ừ. Đấy.
Cái này không lại được à? Sửa nốt bằng đấy là đủ rồi. Đủ quá à nhỉ anh nhỉ? Ok. Một chân sao ta chung nhau. Đấy, chỗ đấy cho nâng lên tí đấy. Chỗ em ấy, tay em ấy. Đây là phần ngựa kê hay là cóc kê đã xong rồi đúng không? Nhảy thoải mái không? Nhảy thử nào. Đây. Bây giờ buộc cái này tiếp đi. Lấy cái sắt 10 về buộc tiếp giống các anh em này. Xong là buộc 3 cái sắt 10 thiếu thì chắc chiều nó mới kịp được. Đấy, sắt dày đặc cái này cơ mà. Yên tâm là đảm bảo nhá. Đây, khoảng cách đây cho mình đo cho các bạn xem. Đây là dưới đã kê lên nhé. Dưới là lên 2 phân. Và chỗ là 2 phân rưỡi. Thì có thể là những cái nào chỗ nào mỏng thì kê lên tiếp, lên thêm một chút. Tại vì ở dưới này nó là 5 phân cơ. Ở dưới cái lõm sâu này 5 phân, xong lên đây thì nó là mới là cái mặt đáy. Thì cái dưới này kê chỉ cần 20 thì cái bên này nó đã là 7 phân rồi. Này kê lên 2 phân là hợp lý rồi. Nó không phải mặt bằng. Đây. Nhìn này. Đặt cái sắt này vào cho các bạn nhìn nhé. Nó còn một mền sắt 10 nữa. Đấy, đây là 16 phân nhé. Còn một phân sắt 10 nữa là 17 phân, hơn 17 phân một chút. Đấy, đổ bê tông sẽ là 20 phân. Thì nó bọc sắt là mền trên này bọc sắt là tầm khoảng 3 phân, 2 phân rưỡi đến 3 phân. Đấy. Nó còn cái sắt 10 lao như này nữa cơ. Đấy. Siêu chuẩn luôn rồi. Nhìn này, sắt dày đặc luôn. Khoảng cách đều đẹp bằng. Luồn tiếp vào. 2 cây nữa. Ấy, cho vào kia luôn. Để em kéo cái đầu kia ấy lại, nó hướng cái thủ này. Anh cái đầu kia. Cho vào đâu? Cái này chắc để đổ sau chứ. Dạ. Vâng, đổ sau. Hai cây à? Đấy nhá, chia đều cái này ra nhá. À, em bảo chị Thắm ơi, không được buộc liền xuống dưới nhá. Nhớ chưa? Cái moment này là moment hở nhá, cái này chỉ đặt lên thôi. Nhá. Gọi là gờ chân, à gọi là moment
mô men hở các bạn nhé. Đây chia đều như này. Ở đấy bên đấy còn mấy cây? Hết rồi. Có một đoạn ngắn ngắn. Đấy, buộc như này đấy. Còn một đoạn ngắn ngắn thôi gì. Cái này mà được 3 cây thì là đẹp. 2 cây. Được chưa? Dồn vào đây cho 3 cây đi. Đấy, để này một cây nữa. Nhớ là không được buộc cây này liền xuống cây dưới nhá. Nhớ là nó chỉ rời 2 mảnh này thôi nhá. Một mảnh mình riêng này thôi. Ở đây thiếu này. Cho 2-3 cái cây ngắn ngắn vào đây đi. Đấy, cứ chưa đều đều nhá. Còn đây thiếu một cây nhá. Nhăng nhịt sắt sợ thật đấy. Hết lớp này đến lớp nọ. Bây giờ đi ra ngoài mượn cái máy trộn bê tông để đây cơ mà. Ai cây. Để mượn cái máy trộn bê tông để mai các bác lãnh đạo xã vào cùng với anh em đoàn viên thanh niên sẽ làm ấy, sẽ trộn bê tông bằng tay các bạn nhé. Đi ra ngoài đã. Đây đã ra đến đây để chào bác nhé. Vâng, xin cảm ơn tới bác chủ nhà tạo điều kiện cho anh em mượn một buổi sáng để đoàn viên thanh niên với lại xã vào trộn. Và sáng mai đổ. Bây giờ chuẩn bị. Bây giờ đổ đấy anh ơi. Dạ vâng, sáng mai anh ạ. Sáng mai Đức Kỳ vào cào bê tông giúp nhá. Một cái thôi. Có phải là mình bán ấy. Cái to này à? Hay là cái bé anh? Cái to ấy. To gì? Cái này là một bao một quá. Bao dưới. Bao dưới cả. Vào dưới thì nhanh rồi. Có 23 bao thôi. Chắc là điện có tải nổi hay không này. Ừ nhờ cái điện. Không, nếu không tải nổi thì chơi mấy phát. Mấy phát nó khỏe. Có, em có mấy phát ở trong đấy rồi. Cái này vào trong tí lấy xích cẩu. Máy xúc cẩu dễ. Một tấm ở giữa đúng không? Anh Minh đâu nhỉ? Vâng. Hai tấm nữa. Hai tấm. Chỉnh cho nó thật cân. Một cái thôi. Nào, tay lái lụa đâu rồi? Kéo về là sao trên nó tự. Ấy, ấy. Phanh nhá. Không gì đâu mà. Ồ. Đây nào, hai anh em xuống kéo co đi. Thằng vào đi, thằng vào. Ừ, gói cho cái này từ từ. Từ từ, từ từ, từ từ. Ồ. Bánh nhá. Bánh nhá. Dơ cái thằng lái. Để nó bên này nhá. Được chưa? Nào, hai ba. Ấy. Nâng lên. Ơi, đừng có chơi thế. Đi kia đi, vá đây kia. Cây chơi. Ôi giời. Ông đi đang chạy ông nhấc. Cua đây, cua đây. Nhấc cái này, nhấc cái lật. Xong thì bác trả. Đấy. Chạy ra ngoài trung tâm lấy ấy. Cho nó cân cân đã. Nhấc vào. Bánh này rút ra được không? Khóa tí khóa vào nhé. Buộc vào được mà. Buộc vào. Đi trung tâm thì ấy hai người đi thôi. Ờ. Mấy miếng tôn này mà. Một miếng tôn với lại không để ngang cái, để ngang cái máy. 15 cây sắt 10. Để ngang kiểu. Ấy.
công đi cùng. Đấy, vậy là công việc của buổi sáng hôm nay thì các bạn cũng đã biết rồi, là đang được xong cái phần nền sắt số 3, sắt mô men với lại là gia công sắt nữa, nên là nói chung là nhiều việc vết, nâng cả mền sắt nữa và mượn được máy rồi. Bây giờ anh em đi lấy tiếp tục cái phần sắt thiếu và miếng tôn để làm cái máng nữa. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với công việc, cùng với anh em sẽ hoàn thiện phần cây trống, cốt pha mặt cầu và làm máng trộn các bạn nhé. Video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo, tập phim chiều nay. Còn về nhé ông nhé.